nếu như các cô gái của chúng ta có thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Đây là đội hình ra sân của cầu thủ Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan ngày hôm nay. Trên sân Thu Thành sẽ là thủ môn áo số 14 Trần Thị Kim Thành, cầu thủ số 2 Thu Thương, số 3 Trương Thị Kiều, số 4 Trần Thị Thu, số 5 Hoàng Thị Loan, số 7 Tuyết Dung, số 8 Thùy Trang, số 9 đội trưởng Huỳnh Như, số 15 Bích Thủy, số 16 Dương Thị Vân và số 18 Nguyễn Thị Vạn. Và đây là đội hình ra quân bên phía đội tuyển nữ Thái Lan, được trong thành là thủ môn số 1 Warapun Bunsing, số 4 Virawan, số 2 Sayankun, số 9 Waruni, số 10 Sunisa, số 12 Nutwadi, số 8 Dipawan, số 7 đá băng đội trưởng Rasirawan, số 15 Orapin đá cao trên tấn công, đó là hai cầu thủ số 17 Tadikan Dangda và cầu thủ số 13 Kanyanat, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Thái Lan, đó là bà Omio Okamoto. Một không khí quá tuyệt vời trên sân vận động Cẩm Phả anh Đức Anh ạ. Một sắc đỏ ở khán đài B. Đây sẽ là động lực để cho các tuyển thủ nữ chúng ta có một kết quả tốt ở trong trận đấu này. Và đây là chúng ta đang hướng đến mục tiêu thứ 3, liên tiếp giành huy chương vàng tại SEA Games. Đó là mục tiêu của các cầu thủ và huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tôi hy vọng sẽ là một trận đấu tuyệt vời khi đối đầu với đội tuyển nữ Thái Lan. Chúng ta có rất nhiều những trận chung kết với đối thủ Thái Lan tại SEA Games 31. Và riêng trong môn bóng đá thì tất cả các cuộc đối đầu ở trận tranh huy chương vàng đều diễn ra giữa chủ nhà Việt Nam và đối thủ Thái Lan. Tất nhiên các cổ động viên của bóng đá nước nhà luôn mong muốn rằng chúng ta sẽ là những người thắng cuộc. Đây là huấn luyện viên Mai Đức Chung, người thuyền trưởng vĩ đại của đội tuyển nữ Việt Nam. Chiến lược gia đã giúp cho đội tuyển nữ của chúng ta giành vé tham dự World Cup 2023 vào năm tới ở Australia và New Zealand. Trọng tài chính Om Choki sẽ là người điều khiển cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam. Và trận đấu đã bắt đầu. Ở hiệp thi đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Việt Nam của chúng ta sẽ là những người bảo vệ khung thành bên trái màn hình của quý bạn với bộ trang phục truyền thống màu đỏ. Còn các cầu thủ Thái Lan với bộ trang phục màu xanh sẽ là những người bảo vệ khung thành bên phải màn hình của quý bạn. Đây là huấn luyện viên Okamoto của cầu thủ Thái Lan. Cả hai đội bóng đã trải qua một loạt những trận đấu kịch tính tại vòng bảng. Tại bán kết thì Việt Nam đã giành chiến thắng trước Myanmar với tỷ số là 1-0. Còn đội tuyển nữ Thái Lan đã giành chiến thắng Philippines với tỷ số là 3-0. Và họ xứng đáng có mặt trong trận chung kết này. Chúng ta có thấy khán đài đang rất cuồng nhiệt và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Hy vọng với tinh thần của khán giả sẽ dồn toàn lực, các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu một trận tốt ở trong trận đấu này. Phần lớn các cầu thủ được huấn luyện viên Mai Trung sử dụng vẫn là những quân bài chiến thuật quen thuộc của ông. Chỉ có một sự thay đổi so với đội hình mà huấn luyện viên Mai Trung thường xuyên sử dụng, đó là Nguyễn Thị Vạn được sử dụng ngay từ đầu thay vì Hải Yến. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Mai Trung là như thế nào trong trận đấu ngày hôm nay. Đường chuyền của Bích Thủy, rồi không vào. Đó chính là Nguyễn Thị Vạn. Đó chính là sự điều chỉnh duy nhất của huấn luyện viên Mai Đức Chung trong đường xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam ngày hôm nay. Với sự điều chỉnh như này, chắc chắn huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nghiên cứu kỹ đội tuyển Thái Lan. Họ rất mạnh ở tuyến tiền vệ và tiền đạo. Với có sự có mặt của Nguyễn Thị Vạn thì chắc chắn tuyến tiền vệ của đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu chắc hơn và có phương án tấn công và hỗ trợ cho tiền đạo nhiều hơn. Chúng ta vừa thấy vừa một tình huống đánh đầu tuyệt vời của Thị Vạn đã gây khó khăn cho thủ môn Warapun Bunsing, và đây quả đá phạt góc rất nguy hiểm.
Hoàng Thị Loan. Đường chuyền dành cho Trần Thị Thu. Bích Thủy. Bích Thủy là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất tại SEA Games năm nay trong thành phần của đội tuyển Việt Nam. Khả năng công thủ toàn diện và đặc biệt là những pha lên tham gia tấn công của Bích Thủy mang tới sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam ở những tình huống lên bóng ở cánh phải. Trần Thị Thu. Rất hợp lý. Đường chuyền ra cánh phải. Đây là Bích Thủy. Cơ hội tạt bóng. Đó là tình huống cắt ngang. Nguy hiểm. Tiếp tục là cầu thủ Việt Nam. Lại là Bích Thủy. Trong trận đấu này chúng ta có thể thấy rằng chính đối thủ của đội tuyển Việt Nam đang chơi phòng ngự, còn chúng ta đang dâng cao đội hình để gia tăng sức ép bên phần sân của đội tuyển U Thái Lan. Và chúng ta đã có những phương án tấn công tốt và đã tạo ra được tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội tuyển U Thái Lan. Và chúng ta bây giờ cần một vận may nữa thôi là chắc chắn sẽ có bàn thắng. Nếu cứ chơi như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ thi đấu lấn lướt trước đội tuyển U Thái Lan. Không có Hải Yến trên sân thì lúc này Huỳnh Như đang là cầu thủ chơi cao nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Phía sau cô là Tuyết Dung, người chơi hơi lệch sang bên phía cánh trái, và Nguyễn Thị Vạn, cầu thủ di chuyển tự do hơn. Hai tiền vệ trung tâm thì vẫn là Thùy Trang và Dương Thị Vân. Với hai cầu thủ ở cánh thì Hoàng Thị Loan sẽ chủ yếu đảm nhiệm nhiệm vụ phòng ngự, còn Bích Thủy thì sẽ lên tham gia tấn công nhiều hơn. Ở trong những trận đấu tại vòng bảng và trận đấu bán kết thì đội tuyển nữ Thái Lan luôn tấn công mạnh bên phía hành lang cánh phải khi có mặt của hậu vệ phải Waruni và tiền vệ Morapin. Hậu vệ Hoàng Thị Loan cần phải giải trừng những tình huống như vậy, rất nguy hiểm. Đó là pha phá bóng hút của Trương Thị Kiều. Bây giờ chúng ta cần phải để ý tới hậu vệ phải Waruni. Đó là tạt bóng của hậu vệ phải Waduri vào phía trong. Và chỉnh chấp tốt của Trương Thị Kiều. Một pha tạt bóng vào trong không gây khó khăn cho thủ môn Kim Thanh. Và những phút vừa qua thì chúng ta vẫn thấy rằng đội tuyển nữ Thái Lan đang tổ chức tấn công ở ngoài biên. Và họ đã tạo ra những tình huống nguy hiểm. Trong đội hình của đội tuyển nữ Thái Lan có những cầu thủ hết sức nguy hiểm trên hàng công, trong đó có tên là Kandanda, cái tên rất quen thuộc và nhiều lần đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta. So với những đối thủ như Philippines hay Myanmar thì Thái Lan là đội bóng có khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn. Bởi vậy mà hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cần phải hết sức tập trung. Trong đội hình ra sân của Thái Lan ngày hôm nay không có một cái tên quen thuộc mà họ thường xuyên sử dụng trong các trận đấu tại SEA Games 21, đó là Makris. Makris có thể sẽ là một quân bài mà huấn luyện viên Okamoto sẽ tung vào sân trong hiệp 2. Đây là một tiền vệ có nền tảng thể lực tốt và kỹ thuật cũng rất tốt. Bây giờ là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Đưa bóng vào. William không vào. Một cơ hội tuyệt vời dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trận đấu mới trôi qua 6 phút nhưng đôi bên đều đã có những tình huống tấn công hết sức đáng chú ý. Với đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta thì chúng ta đã có những tình huống dứt điểm. Vừa rồi là một tình huống dứt điểm khó của Huỳnh Như. Trong tư thế quay lưng với khung thành của đối phương nhưng Huỳnh Như vẫn có thể dứt điểm để đưa trái bóng hướng vào khung thành của đối thủ. Đó thực sự là một tình huống xử lý đẳng cấp. Còn bây giờ sẽ là quả phạt góc với người thực hiện là Bích Thủy. Đánh đâu. Thêm một cú dứt điểm nữa của đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng áo đỏ đang là những người chơi tốt hơn trên sân. Anh Đức Anh có thấy những phút vừa qua sự liên kết giữa Thùy Trang và Bích Thủy là rất tốt, đã giúp cho hành lang cánh phải của đội tuyển chúng ta có những phương án tấn công và nguy hiểm cho khung thành của đội tuyển Thái Lan.
Bóng thuộc về cầu thủ Thái Lan. Silawan. Đội trưởng Silawan của Thái Lan cũng là một cầu thủ có khả năng cầm bóng rất tốt. Tuyết Dung. Tuyết Dung vào phía trước là Đăng Đa. Bóng thuộc về cầu thủ Việt Nam, Huỳnh Như. Bây giờ là cơ hội phản công. Nguyễn Thị Vạn rất khéo léo. Tuyết Dung. Các cầu thủ của chúng ta xử lý bóng rất bình tĩnh. Bây giờ là chuyển hướng tấn công. Bích Thủy. Quá hợp lý. Người đã có bóng là Thùy Trang. Sẽ có tình huống phạt góc dành cho cầu thủ Việt Nam. Đúng như anh Quang Long có phân tích thì khả năng phối hợp của Bích Thủy và Thùy Trang bên cánh phải đã mang tới những cơ hội cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đó cũng là hướng tấn công chủ yếu của chúng ta trong trận đấu với Philippines ở vòng bảng. Trận đấu mà trước đối thủ có nền tảng thể hình thể lực rất tốt thì Việt Nam đã có phần gặp khó khăn trong những phút đầu trận. Bây giờ là một tình huống phạt góc và trung vệ Trương Thị Kiều, cầu thủ có khả năng chơi bóng bổng tốt, đã lên tham gia tấn công. Không phải Bích Thủy, lần này thì Tuyết Dung sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc. Tuyết Dung khá nguy hiểm, vẫn còn. Đã có lỗi của cầu thủ đội bạn. Trong tình huống đá phạt góc của đội tuyển Việt Nam, chúng ta có thể thấy huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bố trí cặp trung vệ để chống phản công một cách rất tốt. Sau khi đã Trương Thị Kiều đã lên tham gia khung chiến, và chúng ta có thể thấy rằng ở dưới chúng ta có Hoàng Thị Loan sẽ bọc lót và không cho đối thủ có phương án phản công lên phía trên. Và rồi là tình huống ngăn chặn tốt tiền đạo số 13 Kandianat. Đối với trung vệ Trương Thị Kiều, cô có khả năng đá phạt và có tình huống phát động tấn công rất tốt. Trương Thị Kiều, bóng không đến được vị trí của Huỳnh Như. Cơ hội, Tuyết Dung, Tuyết Dung không vào. Chúng ta đang gây sức ép rất lớn về phía hàng thủ của đội tuyển nữ Thái Lan, và bây giờ sẽ là quả đá phạt. Quá tiếc, quá đáng tiếc anh Đức Anh ạ. Đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đang cho thấy được khả năng tấn công rất đa dạng. Những cơ hội đã đến từ nhiều phương án khác nhau, và chúng ta cho thấy hình ảnh của một đội bóng xứng đáng giành vé tham dự World Cup bóng đá nữ vào năm tới. Chỉ thiếu một chút may mắn thôi là đội nữ Việt Nam của chúng ta đã có được bàn thắng trong những phút đã qua của trận đấu rồi. Tuyết Dung, rồi Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn đều đã có những cơ hội. Một thế trận rất tích cực dành cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bây giờ là quả đá phạt dành cho chúng ta, và đứng trước bóng là Tuyết Dung. Anh Đức Anh có thể thấy sự đa năng của trung vệ Trương Thị Kiều, một tình huống phát động tấn công và đã giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta tấn công tốt bên trái cho Bích Thùy và Thùy Trang. Và bây giờ cô lại lên không chiến, và có thể vừa rồi là một tình huống đá phạt của Thị Kiều đã giúp cho Tuyết Dung có một cơ hội nguy hiểm. Một trung vệ tuyệt vời của bóng đá nữ Việt Nam vào thời điểm này. Như chúng ta đã biết thì Trương Thị Kiều cũng thường xuyên là người hỗ trợ Kim Thanh trong những tình huống phát bóng từ phần sân nhà. Đó cũng là một nét độc đáo trong cách chơi của đội tuyển nữ Việt Nam. Bây giờ là cầu lên bóng dành cho thủ Thái Lan. Cắt bóng tốt. Cho tới lúc này thì các cầu thủ phòng ngự của chúng ta vẫn đang chơi khá tỉnh táo. Từ đầu trận mới chỉ có một tình huống mà cầu thủ Thái Lan có thể tạo được sóng gió trước khung thành của Kim Thanh. Thêm một tình huống xử lý ấn tượng của cô gái áo đỏ, lần này là Dương Thị Vân. Dương Thị Vân đang là tiền vệ chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Cú sút không có gì nguy hiểm cả. Nếu như đội tuyển Việt Nam đã có những tình huống phối hợp để đưa được trái bóng vào vòng cấm địa của đối thủ
trước khi dứt điểm thì Thái Lan lúc này mới chỉ có thể tìm được đường tới vòng cấm địa của Việt Nam bằng những quả treo bóng hay những tình huống sút xa mà thôi. Rất hợp lý. Như anh Đức Anh đã phân tích, chúng ta có thể thấy rằng tuyến tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam đang làm tốt nhiệm vụ, đó là đánh chặn những tiền vệ của đội tuyển nữ Thái Lan. Do đó họ không có sự kết nối với các tiền đạo và bắt buộc họ phải có những phương án truyền dài vào trong cho các tiền đạo để tiếp cận cầu môn một cách nhanh nhất. Nhưng các trung vệ của chúng ta vẫn đang làm tốt nhiệm vụ, đó là không chiến và cản phá. Ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Ý đồ chiến thuật của LV Mai Trung khi không sử dụng Hải Yến từ đầu, thay vào đó là Nguyễn Thị Vạn đang phát huy hiệu quả. Chúng ta có thêm người ở khu vực giữa sân và khu vực ngay trước vòng cấm địa của đối thủ. Những phương án tấn công đa dạng hơn. Và Thái Lan thì có phần mất phương hướng khi đội tuyển Việt Nam của chúng ta tổ chức tấn công theo rất nhiều phương pháp khác nhau. Cơ hội, đây là Thùy Trang. Những chuyến hơi nhẹ của Thùy Trang. Không dễ để cầu thủ Thái Lan có thể lên bóng. Khi đối thủ có bóng thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta cũng đã lùi về rất nhanh để có thể tạo cự ly an toàn. Bây giờ là thời cơ phản công. Không được. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ rất nhanh. Pha đi bóng tốc độ. Nhưng cầu thủ của chúng ta lại cắt được bóng. Một lần nữa lại là Dương Thị Vân. Dương Thị Vân chơi quá hay anh Long ạ. Đúng là như vậy. Anh Đức Anh nhiều cách phân tích rất hay. Đó là Dương Thị Vân đang đứng ở vị trí tiền vệ thấp nhất và hỗ trợ cho các trung vệ. Vừa rồi là một pha cắt bóng để chống phản công của các cầu thủ nữ Thái Lan. Và chúng ta cần phải dè chừng những hậu vệ biên của Thái Lan, đó là cầu thủ số 10 Surisa vừa có pha băng lên rất trống trải, và kể cả cầu thủ số 9 đó là Waruni. Những hậu vệ biên có thể lên tham gia tấn công tốt ở trong các trận đấu vừa qua của đội tuyển nữ Thái Lan. Nhưng trong ngày hôm nay họ đã bị Bích Thùy hay là Hoàng Thùy Loan bắt chặt và không có sự lên bóng nhiều. Trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 của cầu thủ Thái Lan thì khả năng phối hợp của những cầu thủ ở cánh rất quan trọng. Cánh phải là Waruni và Orapin, còn cánh trái là Sunisa Srantaisong và đội trưởng Silawan. Những hậu vệ biên của Thái Lan đều đang mang số áo của những ngôi sao tấn công thường thấy ở các đội bóng khác. Bây giờ là cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Huỳnh Như, tình huống đi bóng của Huỳnh Như. Vẫn là Huỳnh Như giữ bóng rất khéo, chờ đợi đồng đội lên để hỗ trợ. Dứt điểm, không vào. Và xử lý khá bất ngờ của Huỳnh Như. Ý tưởng là tốt, chỉ thiếu một chút may mắn mà thôi. Một tình huống mà Huỳnh Như bị bao vây bởi 3-4 cầu thủ áo xanh. Cô phải chờ đồng đội lên hỗ trợ để có thể tìm tình huống phối hợp. Nhưng sau khi quan sát thấy thủ môn của Thái Lan đứng ở vị trí hơi cao so với vùng thành, Huỳnh Như đã quyết định dứt điểm ngay. Một ý tưởng rất táo bạo. Chúng ta đã có những phương án pressing tốt và chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công và triển khai tấn công tốt. Những tình huống phối hợp khá hay, nhưng còn thiếu những độ chính xác, đó là những đường chuyền cuối cùng. Một tình huống bắt bài, đây là Huỳnh Như. Huỳnh Như làm gì? Không vào. Đó là pha dứt điểm thứ hai của Huỳnh Như. Đúng là đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta vẫn thiếu đi một cái gì đó là sự may mắn và một sự chính xác, anh Đức Anh ạ. Quá nhiều những đợt tấn công và đang gây khó khăn cho hàng thủ của đội tuyển nữ Thái Lan. Đó là tình huống dứt điểm thứ 5, hoặc có thể tính là thứ 6 của đội tuyển Việt Nam từ đầu trận. Rất nhiều những phương án tấn công khác nhau. Chúng ta có những cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, những cú đánh đầu và cả những cú dứt điểm cận thành. Thái Lan đang phải chơi chủ động phòng ngự chứ không phải chúng ta. Đó là một điều hết sức tích cực.
nhưng chúng ta cần phải cụ thể hóa được lợi thế về mặt thế trận này thành những bàn thắng. Bởi như đã nói thì trên băng ghế dự bị, Thái Lan vẫn còn những quân bài rất đáng chú ý. Một trong số đó là Mark Chris. Quả đá phạt góc của Bích Thuy. Nỗ lực cứu bóng không thành công. Năm lần đối đầu với nhau gần nhất thì đội tuyển nữ Việt Nam đã có 4 chiến thắng, 1 trận hòa trước Thái Lan và đã ghi được 8 bàn thắng và là chủ lưới 3 bàn. Trận đấu này đó là điểm tựa để cho các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam họ thi đấu tốt, khi mà trong thời gian vừa qua thì chúng ta đang chơi lấn lướt so với đội tuyển nữ Thái Lan. Rất nguy hiểm, dứt điểm. Chúng ta cần phải chơi tập trung hơn. Đó là pha dứt điểm của tiền đạo Tarikan Danda. Hoan hô thủ môn Kim Thanh. Kim Thanh là một chốt trận quá vững vàng trong khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam. Và tôi hoàn toàn yên tâm với những tình huống như vừa rồi. Không thể đánh bại Kim Thanh với những cú sút như vậy được. Thực tế là bóng đá nữ Việt Nam luôn sản sinh ra những thủ môn rất xuất sắc. Trong quá khứ thì chúng ta cũng có nhiều thủ môn đã tạo được dấu ấn ở đấu trường quốc tế, đúng không anh Long? Đúng như vậy, chúng ta còn nhớ thủ môn kỳ cựu Kim Hồng đã từng vô địch SEA Games rất nhiều lần, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta có thủ môn Kim Thành. Kim Thành là thủ môn có phản xạ rất tốt và kể cả ra vào nữa rất thật tuyệt vời. Vừa rồi là phương án tấn công biển. Trương Thị Kiều, đường chuyền dài của Trương Thị Kiều. Thêm một tình huống trồng biên của cầu thủ Thái Lan. Đáng ra và xử lý tốt. Ít phút đã qua thì có vẻ như cầu thủ Thái Lan đang có nhiều hơn những tình huống phối hợp trồng biên ở cánh phải. Không có lỗi của cầu thủ Thái Lan. Tạt bóng. Đáng ra. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn với những cơ hội liên tiếp dành cho đôi bên. Bích Thủy. Ít phút qua những cầu thủ Thái Lan đang có được một thế trận tốt hơn so với giai đoạn trước đó. Đội tuyển nữ Thái Lan trong ít phút vừa qua họ đã kiểm soát bóng tốt hơn và đã đẩy được đội hình lên cao và có sự kết nối tốt giữa các hậu vệ biển, và đặc biệt là tiền vệ của họ đã liên kết được với tiền đạo, và do đó họ đã có một tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta cần phải bắt sát các tiền vệ của đội tuyển Thái Lan và không cho sự liên kết như vậy. Ở cánh trái của đội tuyển Việt Nam thì Hoàng Thị Loan không phải là một hậu vệ mạnh với tốc độ. Bởi vậy mà những tình huống phối hợp nhanh của cầu thủ Thái Lan có thể sẽ gây ra nguy hiểm. Không làm khó được Kim Thanh. Vai trò của Trần Thị Thu, cầu thủ thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái, sẽ rất quan trọng để bọc lót cho Hoàng Thị Loan, khi mà cầu thủ Thái Lan sẽ khoét sâu nhiều ở cánh phải theo hướng tấn công của họ. Phía trong thì họ có Đăng Đa, cầu thủ tiền đạo làm tường rất tốt. Và theo kèm Đăng Đa lúc này đang là Trương Thị Kiều. Một cuộc đối đầu tay đôi sẽ có ý nghĩa quyết định tới cục diện của trận đấu. Tuyết Dung. Pha đi bóng của Tuyết Dung. Có lẽ bóng đã đi hết đường bên dọc. Một nửa thời gian của hiệp 1 đã trôi qua. Thời gian trôi rất nhanh với những diễn biến đầy tốc độ trên sân.
SEA Games thì Việt Nam và Thái Lan là những đội bóng đã thay nhau thống trị trong môn bóng đá nữ. Chúng ta đã có 6 lần giành huy chương vàng, đối thủ Thái Lan thì có 5 lần. 5 trận đấu chung kết gần nhất ở SEA Games đều diễn ra giữa Việt Nam và Thái Lan, trong đó chúng ta có 3 chiến thắng, còn Thái Lan thì có 2. Một đội bóng mạnh khác trong khu vực là Myanmar cũng đã có 3 lần vào tới chung kết, nhưng họ chỉ có được những tấm huy chương bạc, trong đó có 2 thất bại trước Việt Nam và 1 trận thua trước Thái Lan. Malaysia và Singapore mỗi đội mới có 1 lần vào chung kết. Bóng thuộc về các thủ phía nằm Bích Thủy, huấn luyện viên Mai Trung đang phải ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò. Vừa rồi là một tình huống bọc lót tốt của Trương Thị Kiều. Anh Đức Anh ạ, Trương Thị Kiều vẫn là cầu thủ chủ chốt người hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Có những pha bọc lót tuyệt vời. Có vẻ như trong thời điểm này thì các cầu thủ nữ Việt Nam chúng ta đã bị trứng lại trong những pha phối hợp và những tình huống triển khai tấn công. Đội tuyển nữ Thái Lan họ đã lấy lại thế trận và có nhiều phương án tấn công hơn. Chúng ta cần phải để ý tới tiền đạo Takinan Dangda và các tiền vệ của họ, đó là đội trưởng Silowan. Dứt điểm rất nguy hiểm. Tôi vừa nói xong thì ngay lập tức thì Dangda đã có một pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam. Dangda giống như anh trai của mình đều là những tiền đạo rất nguy hiểm, và chúng ta cần phải hết sức dè chừng với cầu thủ mang áo số 17 của đội tuyển nữ Thái Lan. Không may là lúc này thì các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam cũng có thể hình tương đối tốt. Đánh đầu pha bóng, Huỳnh Như, lúc này thì Huỳnh Như là cầu thủ duy nhất chơi với vị trí tiền đạo đúng nghĩa trong đội hình của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tuyên Dung đang giật cánh khá nhiều, còn Nguyễn Thị Vạn thì chơi thấp hơn. Có cảm giác là trong khoảng thời gian 20 phút đầu tiên thì đội tuyển nữ Việt Nam đã bùng sức khá nhiều. Và sau đó thì chúng ta cũng có một phần nào đó là suy giảm thể lực. Và Thái Lan đã lấy lại được thế trận trong 5 phút gần nhất. Pha bóng ra rất dũng mãnh. Một hình ảnh tiêu biểu trong lối chơi của Trương Thị Kiều. Một chiến binh thực sự nơi hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là tình huống phạm lỗi của cầu thủ Thái Lan. Anh Đức Anh có thấy các tiền vệ của đội tuyển nữ Thái Lan họ đã áp sát hơn so với những phút đầu tiên của trận đấu? Họ đang gây khó khăn cho tuyến tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam, và chúng ta không có nhiều phương án gắn kết với nhau để triển khai tấn công, và chúng ta đang bị đối thủ áp lực về phía khung thành của mình, về phần sân của mình. Chúng ta cần phải bình tĩnh hơn và phối hợp với nhau chính xác. Qua người, Kim Thành đã kiểm soát được tình hình. Đây thực sự là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng xuất sắc nhất của môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 năm nay. Philippines hay Myanmar đều có những thời gian chơi tốt, cơ hội dành cho cầu thủ Thái Lan. Nguy hiểm, nhưng một lần nữa chúng ta thấy được sự chắc chắn của Kim Thành. Và anh Long Mạ, một lần nữa chúng ta thấy được tốc độ không phải điểm mạnh của Hoàng Thị Loan. Có lẽ là cầu thủ Thái Lan cũng nhận ra điều đó. Trong tình huống vừa rồi tôi đã phân tích, tuyến tiền vệ của chúng ta đã bị mất thế trận và Nút Wadi đã vượt qua được các tiền vệ của chúng ta và dẫn vào
khu trung lộ và có đường chuyền cho đồng đội. Tiền vệ của chúng ta đang có sự liên kết với nhau không tốt ở khu giữa sân để tổ chức phòng ngự. Chúng ta cần phải củng cố lại hệ thống phòng thủ nơi tuyến tiền vệ. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc dành cho đội tuyển nước Thái Lan, đó là đội trưởng Sidawan. Quả đá của Sidawan và pha bóng tốt, nguy hiểm. Có lẽ là đã có tình huống việt vị của cầu thủ Thái Lan. Với việc các tiền vệ của Thái Lan đã chơi áp sát hơn, thì một mình Dương Thị Vân ở khu vực giữa sân và ngay trên hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam có lẽ là chưa đủ. Thủy Trang sẽ cần chơi thấp hơn một chút để hỗ trợ cho đồng đội của mình. Trước đó thì Thủy Trang có thể chơi thoải mái ở phía trên và phối hợp với Bích Thủy bên cánh phải. Nhưng với thế trận như này thì có lẽ là cô sẽ cần chơi thấp hơn một chút để hỗ trợ Dương Thị Vân. Và trên sân thực tế là Thủy Trang đang chơi ngang với Dương Thị Vân rồi. Đây là Nguyễn Thị Vân. Rất hay. Bóng lên chân của Tuyết Dung. Tuyết Dung đã có lỗi việt vị. Phút thứ 30, tỷ số trận đấu chung kết bóng đá nữ SEA Games 31 giữa Việt Nam và Thái Lan vẫn đang là 0-0. Thêm một tình huống trọng biên của cầu thủ Thái Lan, Silawan cắt bóng tốt. Đó lại là Dương Thị Kiều. Đúng là tuyến tiền vệ của chúng ta đang ảnh hưởng một chút về mặt tâm lý, những đường chuyền cuối cùng và những pha không chơi bóng với hợp công nhau không tốt để cho tuyến tiền vệ của Thái Lan họ thi đấu lấn lướt. Và kể cả những đường chuyền xuyên tuyến của họ lên phía trên dành cho tiền vệ như đội trưởng Sidawan băng xuống. Và bây giờ Sidawan đang bị chấn thương, đội trưởng bên phía đội tuyển nữ Thái Lan. Ở trên hàng công thì chúng ta có thể thấy rằng Tuyết Dung và Huỳnh Như rất có ít bóng như đầu hiệp 1. Anh Đức Anh ạ, đó là tuyến tiền vệ chúng ta chưa kiểm soát được bóng và không có những đường chuyền lên phía trên một cách chính xác nhất. Và thực tế là từ quãng phút thứ 20 cho tới giờ thì sự liên kết trực tiếp giữa Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn và Huỳnh Như là rất hạn chế. Cầu thủ trên hàng công của chúng ta đang chơi tương đối xa nhau. Mà nói một cách chính xác thì các cầu thủ phòng ngự của Thái Lan đã bắt đầu tìm ra cách để có thể phân tách các cầu thủ trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Đây là một màn đối đầu rất hấp dẫn về chiến thuật. Chúng ta là người chơi tốt hơn trong 20 phút đầu trận, nhưng 10 phút gần nhất thì Thái Lan đang mang tới một sự cân bằng. Silawan là một nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội tuyển nữ Thái Lan. Trận đấu đã trở lại. Thủy Trang, tiền vệ năm nay chuẩn bị bước sang tuổi 34. Thủy Trang chính là cầu thủ lớn tuổi nhất trong thành phần đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31. Bây giờ là một tình huống cố định, một cơ hội dành cho cầu thủ Thái Lan, những người có các tiền đạo chơi đầu rất tốt. Đội trưởng Silawan đã trở lại và sẽ thực hiện quả đá phạt này. Silawan đánh đầu. Đó tình huống lên tham gia tấn công của trung vệ Silawan. Trong những tình huống cố định vừa rồi, chúng ta có thể thấy nghe rõ huấn luyện viên Mai Đức Chung yêu cầu các học trò phải sát vào đối với các tiền đạo Kandanda hay là Kanianat. Và một pha đánh đầu không tốt của Kanianat, ta cần phải theo rất sát hai tiền đạo này, vì hai tiền đạo này có thể chơi cài đè và thi đấu độc lập.
Trương Thị Kiều đường chuyền dài lên phía trên. Và thời điểm này thì đội tuyển nữ Thái Lan họ đã dâng cao đội hình để áp sát đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Và đi bóng rất hay. Đây là Thị Vạn. Nguyễn Thị Vạn. Huỳnh Như. Đã có tình huống tuyệt vị của Huỳnh Như, rất tiếc cho phương án tấn công vừa rồi của đội tuyển nữ Việt Nam. Như tôi đã nói thì khoảng cách cự ly giữa các cầu thủ trên hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam trong khoảng 10 phút trở lại đây là không thực sự tốt như những phút đầu trận. Và chúng ta có thể thấy rằng Huỳnh Như đang di chuyển hơi lệch một chút sang cánh trái để tìm thấy Tuyết Dung. Và xử lý tốt của Dương Thị Vân. Thùy Trang. Đây là Bích Thủy. Bóng hơi dài. Vẫn là Bích Thủy. Rất bình tĩnh trong một thế trận mà đối thủ đang cố gắng để áp sát nhanh, thì những tình huống xử lý bình tĩnh như vừa rồi là rất cần thiết. Chúng ta không vội vàng phá bóng lên phía trên, bởi những tình huống như vậy thì sẽ giúp cho đối thủ dễ dàng đoạt được bóng hơn và cũng khiến cho tinh thần của cầu thủ đi xuống. Slatayson. Cơ hội dành cho cầu thủ Thái Lan. Thông thường là người đang theo kèm đối thủ. Khá nguy hiểm. Một tình huống phòng ngự tốt của cầu về Việt Nam. Tuyết Dung. Tuyết Dung đi bóng. Bây giờ là thời cơ phản công. Nguyễn Thị Vạn. Trong pha phản công vừa rồi của đội tuyển nữ Việt Nam, rất ít lực lượng lên tham gia để hỗ trợ cho Tuyết Dung. Anh Đức Anh ạ. Đội tuyển Thái Lan họ đã dâng cao đội hình và bây giờ họ có phương án tạt bóng từ rất sớm để cho các tiền đạo đánh đầu chiến thuật cho các tiền vệ. Với những phương án vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là Tanikan Dangda đã có tình huống đánh đầu chiến thuật cho đồng đội, nhưng rất may chúng ta đã bọc lót và hỗ trợ nhau rất tốt. Và đá phạt cho đội tuyển nữ Việt Nam. Với việc đội tuyển nữ Thái Lan họ đã phát hiện ra các hậu vệ biên chúng ta dâng cao và không có sự hỗ trợ tốt ở các tuyến tiền vệ, và có những khoảng trống mà họ đã có những phương án tạt từ rất sớm. Nhà nói thì Đang Đa có khả năng chơi đầu và làm tường rất tốt. Phút vừa qua thì không ít lần cố tạo ra khoảng trống cho các tiền vệ băng lên và có cơ hội dứt điểm. Nhưng tới lúc này nhìn chung là các hậu vệ của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang cố gắng lăn xả để bọc lót cho nhau. Và đá phạt của Tuyết Dung. Trong trận bán kết với Myanmar, chúng ta đã có được bàn thắng duy nhất từ một tình huống cố định khi Tuyết Dung tạt bóng để Huỳnh Như đánh đầu. Và xử lý tốt của Bích Thủy. Rất nhiều khoảng trống. Vẫn là Bích Thủy. Tạt bóng. Tạt quá mạnh của Bích Thủy. Bóng vẫn còn trong sân và tiếp tục là cầu thủ Việt Nam. Trong tình huống Bích Thùy thoát xuống ở hành lang biên, nếu như trong pha bóng đó mà Huỳnh Như cắt cột trước có phải tốt không anh Đức Anh? Có khoảng trống ở cột trước mà. Nhưng rất tiếc thì Bích Thùy lại tạt bóng quá mạnh. Sự liên kết giữa các tiền vệ, các hậu biên và tiền đạo vẫn chưa có sự ăn ý. Chúng ta cho vào thời điểm này đang làm tốt nhiệm vụ đó là ngăn chặn những tình huống tạt bóng vào phía trong của đội tuyển nữ Thái Lan mà thôi. Họ vẫn đang áp sát rất quyết liệt đối với chúng ta. Chính sự áp sát của cầu thủ Thái Lan khiến cho cầu thủ Việt Nam không còn thoải mái để có thể đưa ra những tình huống xử lý như ra đầu trận. Đó là lý do khiến cho những pha xử lý của chúng ta không thực sự là những tình huống xử lý tốt nhất trong những tình huống đó. Bây giờ là cơ hội dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cánh phải là Huỳnh Như. Có khoảng trống. Rất hợp lý. Đây là Bích Thủy. Đưa bóng vào ngay. Ôi! Rất đáng tiếc. Hậu vệ của Thái Lan cũng đã bằng rất nhanh để có thể cản phá trong tình huống vừa rồi. Thu Thường. Kim Thành. Trong pha bóng vừa rồi, chúng ta có thể thấy
Minh Thủy đã tạt bóng nhưng có vẻ như Tuyết Dung và Thị Vạn không có sự tập trung, do đó là đã giật mình để cho hậu vệ của Thái Lan băng cắt được. Thật sự đáng tiếc, chúng ta đã có những phương án tấn công tốt rồi, trồng biên và tạt bóng vào trong nguy hiểm. Vị trí hoán đổi vị trí của tiền đạo như Tuyết Dung và Huỳnh Như, nếu như chúng ta có sự hoán đổi vị trí cắt cột trước và người cột sau sẽ nguy hiểm hơn do những pha tạt bóng của Minh Thủy. Với những tình huống như vừa rồi thì nếu phía trong chúng ta có một số 9 thực thụ như Hải Yến thì có lẽ là cơ hội sân màn sẽ cao hơn. Nhưng tất nhiên là chúng ta phải chấp nhận việc không có Hải Yến trên sân để làm dày thêm đội hình ở tuyến giữa nhằm hạn chế sức mạnh của tuyến tiền vệ Thái Lan. Trong hiệp 2 thì rất có thể ở một thời điểm thích hợp, huấn luyện viên Mai Trung sẽ tung Hải Yến vào sân. Một bầu không khí rất cuộn nhiệt ở trên sân vận động Cẩm Phả. Điều này sẽ giúp tinh thần của các cô gái chúng ta thi đấu hay. Đội Huỳnh Như pha đi bóng tuyệt vời. Vẫn là Huỳnh Như. Qua hai người. Một chút nữa thì qua cầu thủ thứ ba, nhưng trung vệ vừa rồi của đội tuyển nữ Thái Lan đã ra bằng cắt chính xác, đó là Fidawan. Trong pha bóng vừa rồi thì kể cả Huỳnh Như và Thùy Trang không có sự di chuyển tốt với nhau. Đấy là Thùy Trang. Tạt bóng. Áp sát rất nhanh nhưng trọng tài đã thổi phạt đối với Dương Thị Vân, nhưng đó cũng là một tình huống phạm lỗi hợp lý để chống phản công. Chính xác là như vậy, chúng ta thấy được vai trò của Dương Thị Vân một lần nữa trong tình huống này. Nếu như đó không phải là một tình huống phạm lỗi để ngăn chặn đối phương tổ chức một tình huống phản công nhanh thì chắc chắn sẽ là một mối nguy hiểm dành cho khung thành của Kim Thành ngay sau đó với tốc độ của các cầu thủ Thái Lan. Và cắt bóng của Hoàng Thị Loan. Lại là Hoàng Thị Loan. Và xử lý không tốt của Dương Thị Vân. Nhưng rất may là Thùy Trang đã kịp bọc lót. Thùy Trang. Đây là Bích Thủy. Đường chuyền dành cho Huỳnh Như. Thùy Trang đang di chuyển. Huỳnh Như. Chuyền bóng cho Thùy Trang rất hợp lý phía trong. Vẫn là những tình huống lên bóng ở cánh phải, những tấn công chủ yếu của đội nữ Việt Nam. Không còn một chỗ trống trên sân Cẩm Phả ngày hôm nay. Tất cả các cầu thủ Việt của chúng ta có lẽ đều đang chờ đón màn ăn mừng của đội tuyển nữ với tấm huy chương vàng lần thứ 3 liên tiếp ở các kỳ SEA Games. Và cũng có những cầu thủ Việt của Thái Lan trên sân Cẩm Phả ngày hôm nay. Tất cả mang tới một bầu không khí tuyệt vời. Bích Thủy phối hợp với Thùy Trang. Chúng ta đang sử dụng nhiều hơn những tình huống chuyền bóng tầm thấp từ hai cánh vào trung lộ, đặc biệt là cánh phải. Huỳnh Như. Dương Thị Vân cắt bóng. Dứt điểm.
áp sát rất nhanh. Đó là Hoàng Thị Loan. Không tấn công tốt bằng Bích Thùy nhưng Hoàng Thị Loan cho thấy sự chắc chắn. Và các thủ đội nữ Việt Nam chúng ta đã giành được bóng rồi. Đường chuyền Bích Thùy, pha phối hợp Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn, quá hay Huỳnh Như. Ai băng cắt cột trước đi, đến nhau không vào. Vừa rồi một tình huống băng cắt cột trước của Bích Thùy nhưng mà rất tiếc cô đã không chạm được vào bóng. Chúng ta cần nhiều những phương án băng cắt như vậy. Vì chúng ta đã tấn công tốt ở bên phía hành lang cánh phải và xuống được đáy biên rồi. Một tình huống khống chế không tốt của Tuyết Sung. Đó là đường chuyền dài tương đối ấn tượng của Thu Thương. Thu Thương đang cho chúng ta thấy được một phiên bản của Trương Thị Kiều trong tương lai. Những phút cuối cùng của hiệp 1 trận đấu, tỷ số vẫn đang là không đều, rất căng thẳng. Dương Thị Vân, đường chuyền dành cho Tuyết Dung. Đây là Tuyết Dung, đi bóng vào trung lộ. Tuyết Dung, đường chuyền quá nhẹ. Bây giờ là thời cơ phản công cho thủ Thái Lan. Silawan, Trần Thị Thùy đã lấy bóng tốt. Rất quyết liệt. Giữa Thị Vân. Cú pha bóng mà các cô gái chúng ta không hiểu ý nhau. Nếu như trong tình huống đó Quỳnh Như di chuyển vào khoảng trống để cho Bích Thùy lên sẽ hợp lý hơn. Những tình huống chuyển bóng cuối cùng, những pha phối hợp cuối cùng thì chúng ta đang thiếu đi độ chính xác, cần phải bình tĩnh lại. Anh Đức Anh ạ, cần phải bình tĩnh lại. Nhưng công bằng mà nói thì những tình huống xử lý cuối cùng của Thái Lan cũng đang không thực sự tốt. Điều đó tới bởi lý do là ngày hôm nay chúng ta đang gặp một đối thủ ngang cơ. Hai đội bóng có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân và đều mang tới nhiều khó khăn cho nhau. Bởi vậy mà việc có được những pha xử lý tốt nhất như những trận đấu gặp các đối thủ bị đánh giá thấp hơn là điều khó khăn. Thời gian bù giờ là 2 phút. Được định đoạt bởi những tình huống tỏa sáng. Chúng ta sẽ trông chờ nhiều vào những ngôi sao như Tuyết Dung, như Huỳnh Như. Những cầu thủ đã nhiều lần mang tới những dấu ấn ở những thời khắc quyết định trong một thế trận giằng co với các đối thủ ngang cơ. Sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên. Tuyết Dung, đây là Nguyễn Thị Vạn. Cầu thủ Thái Lan áp sát rất nhanh. Có lẽ trong hiệp 2 thì huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có những sự điều chỉnh trên hàng công để chúng ta có sự liên kết tốt với các tiền đạo. Trên băng ghế dự bị chúng ta còn có Hải Yến. Những phương án áp sát và giành lại bóng và chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công tốt của các tiền vệ trung tâm chúng ta ở những phút vừa qua và đã gây khó khăn cho tuyến tiền vệ của đội tuyển Thái Lan. Nhưng những đường truyền lên phía trên cho các tiền đạo thì chưa thật sự chính xác. Và chúng ta có thấy những cái lắc đầu của huấn luyện viên Mai Đức Chung, đó là những pha phối hợp lên phía trên thật sự không tốt. Nhưng xét về mặt thế trận, đây cũng là một trận đấu và một hiệp đấu đầu tiên chúng ta đã làm tốt nhiệm vụ của đó là mặt trận tấn công. Nhưng độ chính xác và sự may mắn thì chưa đến đối với đội tuyển nữ Việt Nam mà thôi. Thái Lan có rất ít những phương án tấn công sát xuống đáy biên hay rút xa. Họ chỉ có những tình huống tạt bóng sớm để cho các tiền đạo không chiến và nhả ra tuyến hai cho các đồng đội mà thôi. 2 phút bù giờ đã trôi qua. Thùy Trang.
vậy là hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số hòa không đều, không có bàn thắng, nhưng đây là một hiệp đấu rất hấp dẫn mà đôi bên đã cống hiến. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ phút và tới với phần bình luận giữa trận đấu trận chung kết một đấu nữa trên địa bàn một giữa Việt Nam và Thái Lan. Score is Vietnam 0, Thailand 0. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trước mắt chúng ta sẽ là hiệp 2 của trận chung kết môn bóng nữ SEA Games 31 mà đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan. Hiệp 1 đã khép lại mà không có bàn thắng được ghi. Mặc dù không có bàn thắng nhưng hiệp đấu đầu tiên là một hiệp đấu vô cùng hấp dẫn. Đôi bên đều đã cho thấy được những mảng biếng tấn công rất hợp lý của mình. Đội tuyển Việt Nam là những người có nhiều cơ hội tốt hơn nhưng đáng tiếc là may mắn chưa đến với chúng ta. Trong khi đó thì đôi lần Thái Lan cũng đã mang tới được những tình huống cơ hội nguy hiểm. Bước vào hiệp 2 thì hai huấn luyện viên vẫn chưa sử dụng một quyền thay đổi người nào. Toàn bộ những cái tên được sử dụng trong đội xuất phát của hai đội tuyển vẫn đang tiếp tục có mặt trên sân. Đây là Bích Thủy. Trong hiệp 1 thì những tình huống dâng cao của Bích Thủy để phối hợp cùng với Huỳnh Như và Thùy Trang bên cánh phải chính là những tình huống mang tới nhiều cơ hội cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đáng tiếc là chúng ta lại không có một tiền đạo thực thụ ở phía trong để đón những đường căn ngang của các cầu thủ từ cánh phải. Bích Thủy, bóng lại thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Cánh phải luôn là điểm mạnh của chúng ta ở trong hiệp 1. Đã có sự gắn kết tốt giữa Thùy Trang và Bích Thùy và cả Huỳnh Như nữa. Nhưng những pha chuyền bóng vào trong thì chúng ta không có tiền đạo thủ thụ như anh Đức Anh đã nói. Có những thời điểm thì đội tuyển nữ Thái Lan họ đã dâng cao đội hình để gây sức ép đối với tuyển tiền vệ. Và họ đã có những thế trận tạt bóng vào trong từ rất sớm để cho các tiền đạo không chiến. Nhưng vào thời điểm này chúng ta có những phương án tấn công tốt rồi. Bên phía là cánh phải, chúng ta cần phải có nhiều tiền đạo và nhiều người xâm nhập vào trong vòng cấm để có thể dứt điểm.
thu thương, chuyền về cho Trương Thị Kiều. Trương Thị Kiều vẫn đang là thủ lĩnh của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Sức mạnh tinh thần mà Trương Thị Kiều mang tới giúp cho những cầu thủ như Thu Thương hay Trần Thị Thu chơi tự tin hơn. Và phía sau họ thì vẫn còn một lá chắn thép, đó là Kim Thành, người chơi rất vững chắc trong khung thành và đã cản phá không ít những tình huống dứt điểm nguy hiểm của các cô gái Thái Lan. Trong trận đấu tranh huy chương đồng diễn ra vào chiều nay, cầu thủ Philippines đã lùng ngược dòng để đánh bại Myanmar với tỷ số 2-1 và giành huy chương đồng. Một thành tích đáng khích lệ dành cho cô gái Philippines. Dương Thị Vân, Bích Thủy, ở những phút vừa qua chúng ta vẫn tung ra những đường truyền chưa hợp lý. Ở trong trận đấu này đến thời điểm này chúng ta còn thấy là ba trung vệ của chúng ta đang thi đấu rất tốt và có sự bọc lót cho nhau tuyệt vời. Và trong hiệp 2 chúng ta còn thấy Thái Lan họ đã đẩy cao đội hình để tấn công về phía phần sân của đội tuyển nữ Việt Nam rất nguy hiểm trên hàng công. Khi mà đội tuyển nữ Thái Lan họ dâng cao đội hình thì chúng ta cần phải theo sát đối với cặp tiền đạo số 13 Kandianat và số 17 Tanikan Dangda. Đó là những tiền đạo có thể cài đè rất tốt và làm tường cho các tuyển hai băng lên. Với việc đội tuyển nữ Thái Lan dâng cao đội hình, chúng ta sẽ có những phương án phản công khi mà khoảng trống phía sau lưng của họ là rất nhiều. Thủy Trang, Nguyễn Thị Vạn, đường truyền dành cho Tuyết Dung. Tuyết Dung bên phía cánh trái, vẫn là Tuyết Dung xâm nhập vòng cấm địa. Tuyết Dung không được, cầu thủ của Thái Lan có lẽ đang gặp chấn thương. Đó là hậu vệ cánh phải của cầu thủ Thái Lan, cầu thủ mang áo số 9 Waruni. Trong pha tấn công vừa rồi thì chúng ta có thể thấy Tuyết Dung xuống được đáy biên nhưng mà Huỳnh Như vẫn ở góc xa và không có một tiền đạo ở trong khu vực 16m50. Và các cầu thủ Thái Lan họ đã về phòng ngự nhất rất nhiều. Nếu như chúng ta có Hải Yến ở trong khu vực đó thì có lẽ Tuyết Dung sẽ có một đường chuyền chính xác. Các vệ tinh xung quanh đối với Tuyết Dung trong pha bóng vừa rồi thì là quá xa nhau và lực lượng nên tham gia tấn công là quá ít. Trong những phút tiếp theo của hiệp 2 thì có lẽ Hải Yến sẽ được tung vào sân. Người nhảy rỗ cho cầu nhiều khả năng sẽ là Nguyễn Thị Vạn. Có lẽ là Waruni đã gặp một chấn thương và khiến cho cô không thể tiếp tục thi đấu. Vừa pha bứt tốc vừa rồi chúng ta thấy hậu vệ phải Waduri đã bị căng cơ đùi sau. Và bây giờ là đợt tấn công của các cô gái Thái Lan. Không được, các trung vệ của chúng ta và cả Bích Thủy nữa đang theo rất sát đối với đội trưởng Silawan. Đó là những mũi nhọn tấn công tốt bên phía đội tuyển nữ Thái Lan. Hoàng Thị Loan và xoay lên rất hay của Dương Thị Vân. Đúng như vậy chúng ta cần phải bình tĩnh và kiểm soát bóng tốt nữa. Đường chuyền hơi thiếu chính xác và không hợp lý một chút. Nếu như chuẩn một chút nữa thì có lẽ là Huỳnh Như sẽ đón được trái bóng. Chúng ta cần phải chính xác trong những đường chuyền cuối cùng để tạo ra cơ hội nguy hiểm để phía khung thành của đội tuyển Thái Lan.
được chuyển sang bên phía cánh phải. Hậu vệ của Việt Nam lấy bóng rất hay. Đó chính là nỗ lực của Tuyết Sung. Bây giờ thì Thái Lan đang đẩy cao đội hình. Rất nguy hiểm. Bóng đi cách ngang qua khung thành của Kim Thành. Đội tuyển nữ Thái Lan đã có sự thay đổi người đầu tiên. Substitution for Thailand, player number 9, Warune Rajasekhar, replaced by player number 11, Chachawan Prothom. Đội tuyển nữ Thái Lan có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 9 Warune Rajasekhar rời sân. Cầu thủ mang áo số 11 Chachawan Prothom vào sân. Chúng ta xem lại tình huống tạt bóng của Silakwan. Trần Thị Thu, Huỳnh Như. Người đang có bóng là Dương Thị Vân. Rất bình tĩnh, Dương Thị Vân. Không được. Mười sáu nghìn cổ động viên trên sân vận động Cẩm Phả vẫn đang cổ vũ hết mình dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Họ không khác nào là những cầu thủ thứ 12 của đội tuyển nữ của chúng ta. Trong hiệp 2 này thì huấn luyện viên trưởng bà Okamoto đã yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình lên để tổ chức tấn công và gia tăng sức ép ngay ở bên phần sân của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta đã có những phương án phản công lên phía trên nhưng cần một đường chuyền chính xác mà thôi. Một pha di chuyển hợp lý và một đường chuyền chính xác sẽ giúp cho chúng ta có phương án tấn công tốt ở những tình huống vừa rồi. Trong những phút vừa qua thì những đường chuyền của chúng ta luôn sai địa chỉ. Anh Đức Anh có thể thấy đội hình của đội tuyển Thái Lan đã dâng cao bên phần sân của mình hay không? Họ đã dâng cao và họ đang áp sát rất nhanh. Ý đồ là rất rõ ràng, sẽ khiến cho các cầu thủ nữ Việt Nam không thể cầm bóng ở phần sân nhà của mình. Nhưng nếu chúng ta bình tĩnh và có những đường chuyền vượt tuyến hợp lý hay những tình huống phối hợp để thoát pressing tốt thì cơ hội sẽ tới với đội tuyển nữ Việt Nam. Chuyển ra hợp lý. Đây là một cơ hội tốt dành cho cầu thủ Thái Lan. Rất nguy hiểm nhưng chúng ta thoát khỏi bộ bàn thua. Đó là một cơ hội tốt dành cho cầu thủ Thái Lan. Orapin đã có được một khoảng trống có thể nói là lớn. Và bây giờ đúng như dự đoán, Hải Yến đã tung vào sân. Không có nhiều bất ngờ, Nguyễn Thị Vạn sẽ nhường chỗ cho cổ. Bây giờ chúng ta đã có một số 9 đích thực ở trong vòng cấm địa. Substitution for Vietnam, player number 18. Anh Đức Anh ạ, khi Hải Yến được tung vào sân, tôi nghĩ rằng đội tuyển nữ chúng ta có một tiền đạo mục tiêu và tôi nhớ bàn thắng tại trận chung kết SEA Games 30. Hải Yến đã ghi bàn ở phút thứ hai của hiệp phụ đầu tiên đã giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta đăng quang ở SEA Games 30. Và bây giờ chúng ta hy vọng Hải Yến sẽ lặp lại điều đó khi chúng ta đang có một kỳ SEA Games trên sân nhà. Với sự có mặt của Hải Yến thì Huỳnh Như sẽ chơi thấp hơn. Và Hải Yến sẽ là cầu thủ mũi nhọn trên hàng tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như sẽ chơi ở vai trò gần tương đương với Nguyễn Thị Vạn trước khi cô rời sân. Kim Thành. Đối đầu rất hấp dẫn giữa hai đội bóng có thực lực của khu vực Đông Nam Á. Và cả hai huấn luyện viên đều đã cho thấy những ý đồ chiến thuật rất thấp, rất hay của mình. Thế trận trên sân đã thay đổi
đội tuyển Việt Nam cũng đã thích nghi với những sự thay đổi của đối thủ của mình. Đó là tình huống đánh đầu phá bóng của Trương Thị Kiều. Hải Yến, Bích Thủy, đến trong tình huống vừa rồi Bích Thủy giải quyết sớm hơn và có một pha đào bóng mạnh lên phía trên để giải nguy thì sẽ hợp lý hơn. Anh Đức Anh ạ, trong 5 lần đối đầu ở đây thì chúng ta có thể thấy Việt Nam đang vượt trội so với Thái Lan với 4 thắng và 1 hòa. Cơ hội rất nguy hiểm, chúng ta phải theo rất sát đối với tiền đạo Nadikan Dangda với hình cao lớn lênh khênh, nhưng chúng ta có thể thấy Nadikan Dangda là một mẫu tiền đạo có kỹ thuật cá nhân rất ổn định và có thể tung ra được pha dứt điểm rất tốt. Đó thực sự là một mối hiểm họa với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Bây giờ là thời cơ dành cho chúng ta. Hải Yến, Thùy Trang, Dương Thị Vân đang chờ đón bóng. Silawan, Dương Thị Vân đã cắt bóng tốt. Cơ hội dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cho đội tuyển Việt Nam, chúng ta đã vượt lên rồi. Bàn thắng mà các cổ động viên đã chờ đợi từ rất lâu. Phút thứ 60 của trận đấu và 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đúng là trong một trận đấu căng thẳng như thế này thì những màn tỏa sáng của những ngôi sao sẽ mang tính chất quyết định. Và một lần nữa trong thời khắc khó khăn, chúng ta thấy được rằng người tỏa sáng đó là Huỳnh Như. Huỳnh Như ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Huỳnh Như đã tỏa sáng trong trận bán kết với Myanmar. Và bây giờ một lần nữa cô lại lên tiếng. Niềm vui của các cổ động viên trên sân Cẩm Phả. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hay bất cứ một cổ động viên nào khác của đội tuyển bóng nữ Việt Nam chắc chắn đang vỡ òa cảm xúc sau bàn thắng của số 9. Hãy cùng xem lại tình huống này. Đó là một tình huống chơi bóng rất hay của Dương Thị Vân. Cô chính là người cắt bóng của đối thủ Thái Lan trước khi tung ra đường chuyền quyết định cho Huỳnh Như. Thật tuyệt vời. Anh Đức Anh ạ, với đội tuyển nữ Thái Lan đã dâng cao đội hình thì chúng ta đã có một tình huống và có thể chuyền bóng rất tốt lên phía trên để chiếm khoảng trống. Và chúng ta đã thành công đúng không ạ? Ở những tình huống trước đó thì chúng ta đã không thành công rồi. Nhưng vừa rồi là mà chúng ta có thấy Huỳnh Như đã xử lý cực kỳ tốt, vượt qua cả thủ môn và ghi bàn thắng. Với việc dâng cao đội hình như vậy thì anh Đức Anh có thể thấy chúng ta có thể thấy khác được khoảng trống phía sau lưng của đội tuyển Thái Lan trong những phút tiếp theo không ạ? Chắc chắn là như vậy rồi. Việc cầu thủ Thái Lan dâng cao đội hình thì việc họ để hỏng ra những kẽ hở ở phía sau là điều mà huấn luyện viên Mai Trung đã nhìn ra. Và việc tung Hải Yến vào sân có lẽ cũng nhằm mục đích để khai thác những khoảng trống đó. Trong tình huống ghi bàn của Như, chúng ta thấy rằng Hải Yến cũng đã thu hút những cầu thủ hậu vệ của đối phương, giúp cho Huỳnh Như có thể xâm nhập được khu vực trung lộ. Và sau đó là có thời cơ dứt điểm. Bây giờ là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Người đang có bóng là Tuyết Dung. Sau khi ghi được bàn thắng mở tỷ số thì chúng ta có thể thấy tinh thần của các cô gái của Việt Nam chúng ta đang lên cao. Và có lẽ đôi chân của họ sẽ thanh thoát hơn và những đường chuyền sẽ sắc sảo hơn. Hy vọng là như vậy. Khán giả trên khán đài đang cổ vũ rất nhiệt tình. Quá tuyệt vời. Điều này sẽ tăng động lực cho tinh thần của các cô gái chúng ta. Và tiếp tục sẽ có sự thay đổi bên phía đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ chuẩn bị tung vào sân
có vẻ như sẽ là Thanh Nhã, một cầu thủ đá biên có tốc độ và sẽ giúp cho lối chơi phòng ngự phản công của đội tuyển Việt Nam trong những phút tiếp theo tăng thêm sự nguy hiểm. Bóng lại thuộc về thủ Việt Nam, Bích Thủy, vẫn là Bích Thủy rất khỏe. Xin lỗi quan. Và đội bóng không tốt của cầu thủ Thái Lan, Tuyết Dung, Hải Yến đang di chuyển. Thanh Nhã sẽ thay cho ai ạ? Có thể là Bích Thùy và Hoàng Thị Loan. Các cầu thủ Thái Lan cũng có sự thay đổi người. Ở bên phía đội tuyển Việt Nam thì Bích Thùy có lẽ là người sẽ rời sân để nhường chỗ cho Thanh Nhã. Trước khi rời sân thì Bích Thùy cũng đã chơi rất hay. Việt Nam player number 15 Nguyễn Thị Bích Thùy replaced by player number 19 Nguyễn Thị Thanh Nhã. Đội tuyển nữ Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 15 Nguyễn Thị Bích Thùy rời sân. Cầu thủ mang áo số 19 Nguyễn Thị Thanh Nhã thầy vào sân. Nguyễn Thị Nhã vào sân là như thế nào các bạn? Với việc đội tuyển Thái Lan nâng cao đội hình, Nhã là một cầu thủ có tốc độ và có thể chiếm những khoảng trống phía sau lưng của đội tuyển nữ Thái Lan. Đội tuyển nữ Thái Lan có sự thay đổi cầu thủ. Quá hợp lý của huấn luyện viên Ma Đức Chung để khai thác quen rời sân. Cầu thủ mang áo số 19 Janista Chinantuya vào sân. Thanh Nhã là một mẫu tiền đạo cánh và có thể bứt tốc rất nhanh để chiếm khoảng trống. Trước kia Nguyễn Thị Thanh Nhã cũng là học trò của tôi tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào U15 đội nữ dự tuyển quốc gia, và tôi rất hiểu học trò của mình có tốc độ như thế nào, và đó cũng là một phương án hợp lý mà huấn luyện viên Ma Đức Chung thay vào trong. Một lần nữa chúng ta thấy được sự chắc chắn của Kim Thành. Với một trục dọc gồm có Kim Thành, Trương Thị Kiều, Dương Thị Vân ở phía trên và trên cùng là Huỳnh Như, cầu thủ nữ Việt Nam đang chơi rất chắc chắn. Trong 65 phút đã qua của trận đấu thì cái tên mà tôi ấn tượng nhất trong đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay là Dương Thị Vân, người có vai trò quan trọng trong cả mặt trận phòng ngự và tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam, cũng chính là người đã kiến tạo cho Huỳnh Như ghi bàn thắng mở tỷ số cho tới lúc này. Nhưng tất nhiên là tất cả những cô gái còn lại trong đội hình của huấn luyện viên Mang Trung đều đang công hiến những gì tốt nhất của mình vì mục tiêu chung, đó là tấm huy chương vàng. Trên băng ghế dự bị của đội tuyển nữ Việt Nam còn có một cầu thủ có tốc độ, đó là Ngân Thị Vạn Sự. Đây là Huỳnh Như, 1-1. Huỳnh Như, vẫn là Huỳnh Như, tuyệt vời, không vào. Một pha solo qua người kỹ thuật, đó là điểm mạnh của Huỳnh Như. Pha dứt điểm của chân trái của cô đã bị ngăn chặn. Với việc mà đội tuyển nữ Thái Lan dâng cao đội hình và bây giờ chúng ta có bàn thắng vừa lên dẫn trước thì chắc chắn họ phải đẩy đội hình lên để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số, thì điều đó sẽ giúp cho những cầu thủ tốc độ bên phía đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta chiếm khoảng trống như là Thanh Nhã, Huỳnh Như và kể cả Tuyết Dung nữa. Và trên băng ghế dự bị anh Đức Anh ạ, còn có Ngân Thị Vạn Sự nữa, nếu như Ngân Thị Vạn Sự vào chân thì cũng là một mũi nhọn nguy hiểm. Trương Thị Kiều rất bình tĩnh. Hoàng Thị Loan, đường chuyền không tốt của Hoàng Thị Loan. Thời gian của trận đấu vẫn còn rất dài, cách biệt mới chỉ là một bàn mà thôi, chúng ta cần hết sức tập trung. Như lúc này thì có thể thấy rằng tinh thần của cầu thủ nữ Việt Nam đang lên rất cao.
Bóng thuộc về cầu thủ Việt Nam, Hải Yến phản công. Cơ hội dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Phía trong đang là Huỳnh Như và Tuyết Dung. Không được. Rất đáng tiếc. Thủy Trang đã có ý tưởng chọc khe cho đồng đội băng lên trong tình huống vừa rồi, nhưng dường như hậu vệ của Thái Lan cũng đã hiểu được ý đồ của cô. Cầu thủ Thái Lan đang tỏ ra rất khẩn trương. Và chạm rất mạnh và Hải Yến đang bị đau. Đúng là trận đấu đang diễn ra hấp dẫn khi chúng ta đã ghi được bàn thắng mở tỷ số và đội tuyển của Thái Lan họ đẩy cao đội hình để tổ chức tấn công. Tốc độ của trận đấu diễn ra khá nhanh. Chúng ta đã có những phương án phản công rồi, đá phạt nhanh, nhưng những đường chuyền cuối cùng cần chính xác hơn nữa anh Đức Anh ạ. Pha xử lý không thành công của Thanh Nhã. Huỳnh Như. Và qua người của Huỳnh Như. Huỳnh Như là cầu thủ có những tình huống xử lý bóng rất điệu nghệ. Cơ hội dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Một lần nữa chúng ta thấy pha băng lên của Dương Thị Vân. Dương Thị Vân và Thùy Trang đều là những tiền vệ có nền tảng thể lực rất tốt. Mẫu cầu thủ mà có lẽ trước đây bóng đá nữ Việt Nam thực sự không có được. Chúng ta thường bị đuối sức vào giai đoạn cuối trận. Và những thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam trong quá khứ thường xuất phát nhiều từ việc suy giảm thể lực trong giai đoạn cuối trận. Nhưng giờ đây chúng ta đang có được một đội hình với những cầu thủ có thể lực tốt hơn. Mà điển hình là cặp tiền vệ trung tâm Dương Thị Vân và Thùy Trang. Người đã chạy không biết mệt mỏi từ đầu trận nhưng cho tới lúc này vẫn đang chơi có thể nói là đầy quyết tâm. Thu thường và xử lý an toàn. Với việc anh Đức Anh đã nói các cầu thủ chúng ta đã có thể lực rất tốt và chúng ta phải nói rằng đã với đội ngũ ban huấn luyện bây giờ chúng ta đã hiện đại hơn rất nhiều và có những phương pháp tập luyện để cho chúng ta có một thể lực dồi dào và thi đấu có thể hết 90 phút và có thể là 120 phút nữa. Thu thường. Ở trong đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta, anh Đức Anh ạ, có thời điểm này là có hai người học trò của tôi, đó là trung vệ Thu Thương và Thanh Nhã. Đó là những học trò tôi đã từng huấn luyện trên Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào năm 2016 và 2017. Không có gì nguy hiểm với khung thành của chúng ta. Còn 20 phút nữa thôi. Chiến thắng trước vô địch và tấm huy chương vàng đang ở rất gần với Huỳnh Như và các đồng đội. Những tiếng hô vang Việt Nam từ các khán đài sân Cẩm Phả đang truyền thêm động lực cho các cô gái của chúng ta. Tôi cũng ước gì vào lúc này thì chúng ta đang ngồi trên sân Cẩm Phả để bình luận trận đấu này. Chắc chắn đó sẽ là một cảm giác rất tuyệt vời. Pha cắt bóng tốt. Không hiểu sao trong trận đấu này tôi rất tin tưởng ba trung vệ của chúng ta. Anh Đức Anh có đồng ý kiến với quan điểm của tôi không ạ? Thi đấu chắc chắn, bóng lót tuyệt vời. Đây là một cơ hội dành cho thủ Thái Lan. Chúng ta thấy được sự nguy hiểm của cầu thủ tấn công bên phía đội bạn. Và nói rằng hôm nay hàng thủ Việt Nam chơi hay. Xét tới từng cá nhân thì cũng có những thời điểm cầu thủ của chúng ta không có được những pha xử lý tốt.
những khả năng bọc lót cho nhau. Đây là một điểm mạnh của bộ ba trung vệ của huấn luyện viên Mai Trung vào lúc này. Trong đó thì vai trò thủ lĩnh của Trương Thị Kiều là rất quan trọng. Trên bàn ghế dự bị chúng ta còn một trung vệ tốt nữa, đó là Trương Thị Phương Thảo. Nếu như một trong ba cái tên Trương Thị Kiều, Thu Thương và Trần Thị Thu xuống sức trong phút cuối thì Phương Thảo có thể sẽ là người được sử dụng. Ngoài ra ở hành lang cánh thì Văn Sự sẽ là một cái tên mà huấn luyện viên Mai Trung có thể tính tới ở những phút tiếp theo. Hải Yến đập nhả rất hay. Đây là Hải Yến, chỉ có một mình Hải Yến thôi, làm gì đây? Hải Yến dứt điểm ngay. Không có nhiều phương án để lựa chọn cho Hải Yến trong tình huống vừa rồi. Một dứt điểm, một cú dứt điểm cũng không phải là một quyết định không tồi. Trận đấu đang trôi dần với những phút cuối. Có thể thấy là những tình huống phản công vào thời điểm này thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng không sử dụng quá nhiều nhân sự. Quả bóng vừa rồi có thể là một ví dụ điển hình. Chúng ta vẫn đặt sự an toàn của hàng thủ là quan trọng nhất. Hoàng Thị Loan, Hoàng Thị Loan là hậu vệ cánh có khả năng phòng thủ tốt. Phá bóng rực. Huỳnh Như, phút thứ 75 rồi. Trọng tài đã thổi phạt thanh nhã cho bóng vừa rồi. Phát này chúng ta cần phải theo rất sát đối với tiền đạo Danica Danda và cầu thủ số 13 Kanyanat. Đó là hai tiền đạo không chiến rất tốt. Với việc các cầu thủ nữ Thái Lan đang dâng cao đội hình, chúng ta giành lại bóng cần bình tĩnh và có những đường chuyền tốt lên phía trên. Và lực lượng tấn công cũng phải tham gia đồng đều. Đứng trước bóng đó là đội trưởng Sidawan. Trường có khả năng đá phạt cố định khá tốt bên phía đội tuyển nữ Thái Lan. Hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam cần phải chơi cực kỳ tập trung. Nguy hiểm tạm thời qua đi. Bây giờ sẽ tình huống ném biên dành cho đội Thái Lan. Toàn bộ các cầu thủ Việt Nam đã có mặt bên phần sân nhà. Cắt bóng tốt. Bây giờ là cơ hội phản công dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Giữ thì vẫn không được. 16,020 spectators. Thank you for attending. Kính thưa quý vị, số lượng khán giả tới sân trong trận đấu ngày hôm nay là 16,020 khán giả. Một pha xử lý tốt của cầu thủ Thái Lan. Những cầu thủ nữ Việt Nam đã chơi lan xả. Bây giờ là cơ hội phản công dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Hải Yến đã di chuyển. Trung vệ của Thái Lan có vẻ là người nhanh hơn. Những cơ hội như vậy sẽ còn tới ở những phút tiếp theo khi mà Thái Lan dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Và nếu chúng ta có thêm một bàn thắng thôi từ những tình huống phản công như vậy thì có lẽ là kết cục của trận đấu sẽ được định đoạt. Nanda, quả đá phạt trực tiếp dành cho thủ Thái Lan. Thế nhưng chúng ta cần phải hạn chế những tình huống phạt ở trước vòng 16m50 như vậy. Rất nguy hiểm trong những pha đá phạt. Họ không chiến tốt và có khả năng sút phạt tốt của đội trưởng Sidawan. Thái Lan đã dâng cao đội hình thì những pha phạm lỗi ở trước khu vực 16m50 là cực kỳ nguy hiểm.
Trận đấu càng ngày càng trôi về những phút cuối và sự hồi hộp lại tăng lên với các cổ động viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta có thể nói là đặt một tay vào chiếc vô địch rồi. Chỉ còn hơn 10 phút nữa mà thôi, chiến thắng đang ở rất gần. Đây là quả đá phạt của Silawan. Nguy hiểm, tuyệt vời Kim Thành. Một lần nữa chúng ta lại hóa giải được tình huống tấn công nguy hiểm của đối thủ. Cầu thủ Thái Lan đang gia tăng sức ép. Cắt bóng tốt. Đó là tình huống vào bóng của chân thi thủ. Bây giờ thì bóng thuộc về cầu thủ Việt Nam rồi. Huỳnh Như. Đường chuyền dành cho Hải Yến. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Có lẽ trong tình huống đó là Thanh Nhã hay là Vạn Sự thì có lẽ là sẽ tốt hơn. Hải Yến không phải là mẫu tiền đạo có tốc độ, nhưng phương án tấn công của chúng ta giành lại bóng rất tốt rồi. Và trong thời điểm này, đội hình phòng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam không nên lùi quá sâu, thì điều đó sẽ giúp cho các cầu thủ đội Thái Lan có khoảng trống ở khu vực bên phần sân mình để tổ chức tấn công. Đây là Thanh Nhã, vẫn là Thanh Nhã, không được. Dương Thị Vân, pha lấy bóng của Dương Thị Vân, chuyền bóng cho Tuyết Dung. Đây là Tuyết Dung, vẫn là Tuyết Dung, không vào, kịp không, không vào. Tiếp tục là cơ hội dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Hải Yến. Chúng ta đã ở rất gần bàn thắng thứ hai rồi, thực sự tiếc nuối. Một chút nữa thôi, bàn thắng thứ hai đã tới với đội tuyển Việt Nam. Một lần nữa chúng ta phải dành những lời khen ngợi cho Dương Thị Vân, quá hay. Dứt điểm của Tuyết Dung, bóng đập đất và cũng khiến cho thủ môn của Thái Lan không thể bắt xính. Sau đó là pha băng vào của Thùy Trang. Phút 80. Xứng đáng là một trận chung kết rất hấp dẫn. Và tới lúc này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta là những người chơi hay hơn. Trên sân thì Kim Thanh đang bị đau. Tôi đang rất hồi hộp anh Đức Anh ạ. Chúng ta đang hướng đến lần thứ 3 liên tiếp giành chức vô địch tại SEA Games. Và bây giờ thời gian đang ủng hộ các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta cần phải thi đấu tập trung hơn. Đây là pha đá phạt rất nguy hiểm của đội tuyển nữ Thái Lan và thủ môn Kim Thành đã phán đoán đúng và đâm bóng ra. Nhưng cú đá va chạm với một cầu thủ của đội tuyển nữ Thái Lan mà không hiểu sao trọng tài không thổi phạt. Đó rõ ràng là một tình huống phạm lỗi của cầu thủ áo xanh. Rất may là Kim Thành không sao. Chúng ta thấy rằng Kim Thành trong thời gian vừa qua là thủ môn có chút trọng quan trọng cho Kim Thành. Anh Long có thấy không? Các cổ động viên trên các khán đài sân Cẩm Phả hầu như đều đang đứng hết dậy. Rất khó để có thể ngồi và theo dõi một trận đấu như thế này. Quá căng thẳng, quá hấp dẫn. Nếu tôi với anh ở trên sân vận động Cẩm Phả, có lẽ tôi và anh cũng không thể ngồi được. Và chúng ta đang hồi hộp, chúng ta đang tiến tới chiếc huy chương vàng. Chúng ta đang tiến tới lần thứ 3. Và các cô gái của chúng ta đang gặp đối thủ là ngang tầm, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta chờ đợi các cô gái chúng ta phòng ngự chắc chắn. Khá nguy hiểm. Bóng vẫn còn trong khu vực vòng cấm địa của chúng ta. Cần phải phá bóng đi thật nhanh là tốt. Tiếp tục là cầu thủ Thái Lan.
Đây là Hoàng Thị Loan. Tuyên Sung. Trọng tài không cho rằng đó là lỗi cầu thủ Thái Lan. Đăng Đa. Và xử lý khá khó hiểu. Quỳnh Như phá bóng đi. Thuộc về cầu thủ Việt Nam rồi. Bây giờ là thời cơ phản công. Tuyên Sung. Tuyên Sung cũng đã đẫm mệt sau một trận đấu có thể nói là rất căng thẳng với Thái Lan ngày hôm nay. Chỉ còn ít phút nữa thôi. Chiến thắng đã ở rất gần rồi. Sự hồi hộp thì ngày càng tăng lên. Và phạm lỗi cần thiết của Hoàng Thị Loan. Nếu không thì đối thủ sẽ vượt qua cô và sẽ nguy hiểm cho khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam. Bây giờ là quả đá phạt ở ngoài biên. Và chúng ta phải không chiến tốt ở trong những tình huống như thế này. Khi trên hàng công của đội tuyển Thái Lan có Danikan Dangda và Kanyanat. Rất nguy hiểm. Đánh đầu rất nguy hiểm và cần phải tập trung hơn. Đó là pha băng lên đánh đầu của trung vệ bên phía đội tuyển nữ Thái Lan. Sóng gió đã qua đi. Trong pha bóng này thì một số cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đã không nhìn được hướng bóng và để cho trung vệ bên phía đội tuyển nữ Thái Lan băng vào. Rất may là bóng đã đi chệch cột dọc. Phút thứ 85 của trận đấu. Còn khoảng 5 phút nữa sẽ kết thúc và chúng ta đang hướng đến chức vô địch thứ 3 liên tiếp. Quá hồi hộp anh Đức Anh ơi. Nếu như ngày hôm nay các cầu thủ nữ của chúng ta có được tấm huy chương vàng thì đó sẽ là nguồn động lực tuyệt vời để ngày mai các cầu thủ nam đội U23 sẽ bước vào một trận chung kết khác với đối thủ Thái Lan. Và tất nhiên rồi, tất cả người dân Việt Nam đều chờ đợi điều đó. Chúng ta sẽ có được một niềm vui trọn vẹn trong một kỳ SEA Games mà các vận động viên Việt Nam đều đang thi đấu cực kỳ ấn tượng ở tất cả các môn thi đấu. Lúc này thì vị trí nhất toàn đoàn chắc chắn thuộc về chúng ta rồi, với số lượng huy chương có thể nói là vượt trội so với các đoàn thể thao khác. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ tin vui từ những bộ môn thể thao nhận được rất nhiều sự chú ý như bóng đá mà thôi. Đó sẽ là một kỳ đại hội thể thao khu vực thành công tuyệt đối với đoàn Việt Nam. Và bây giờ thì đội tuyển bóng đá nữ đã ở rất gần với mục tiêu của mình. Như vậy, với những thành tích ở các môn thể thao khác thì chúng ta có thể thấy rằng SEA Games 31 trên sân nhà, các vận động viên ở các môn khác họ đang thi đấu rất cố gắng. Và niềm tin bóng đá với đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian qua đã thành công. Và trong trận đấu này, hy vọng họ sẽ đạt được thành công tại SEA Games 30 trên sân nhà và để giúp cho động lực của đội tuyển Nam Việt Nam chúng ta vào ngày mai sẽ có trận đấu với đội tuyển Nam Thái Lan. Những phút cuối rất hồi hộp. Bóng chủ yếu lăn lên phần sân của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Đây là thời khắc của bản lĩnh. Đây là thời khắc của sự điềm tĩnh và tinh thần chiến đấu. Một quả đá phạt trực tiếp và đứng trước bóng vẫn là Silawan, cái tên quen thuộc của đội tuyển nữ Thái Lan. Đăng Đa cũng đang đứng trước bóng. Rất có thể đây sẽ là một cú sút thẳng. Hãy cùng xem. Khá nguy hiểm và Kim Thanh lại là người chiến thắng. Hoan hô Kim Thanh. Thủ môn số 4 của chúng ta chơi một trận đấu tuyệt vời. Của Đăng Đa. Thời gian không còn nhiều, chiến thắng đã ở rất gần rồi. Cố lên nào các cô gái của chúng ta.
Huỳnh Như, Tuyết Dung, đây là Hoàng Thị Loan. Có lẽ sẽ có sự thay đổi người. Bên phía đội tuyển Thái Lan đã có hai sự thay đổi người. Nhưng tiền vệ đang được mong đợi đó là tiền vệ số 3 Vadi Makris, tiền vệ nhập tịch rất khỏe for Thailand, đã được tung vào sân. Number 13 Kanjana Chetapur replaced by player number 14 Sawalakonam. Về phía đội tuyển number 12 Nutwari Pramnak replaced by player number 3 Iravari Makris. Đội tuyển nữ Thái Lan có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 13 Kanjana Chetapur rời sân. Cầu thủ mang áo số 14 sẽ cần phải ý tới những cú sút xa của Marquis. Không thể để cho cầu thủ mang áo số 3 Thái Lan có khoảng trống trước vòng cấm địa của đội tuyển Việt Nam được. Đó là Marquis. Nhưng Dương Thế Vân thì quá hay. Có lẽ là Dương Thế Vân đã bị đau trong tình huống vừa rồi. Còn Marquis thì có một hành động không đẹp. Dương Thế Vân chơi quá hay anh Long ạ. Với một cầu thủ rất khỏe và vừa mới vào sân thi đấu, nhưng Dương Thế Vân đã là người giành chiến thắng trong bóng vừa rồi. Ngày hôm nay thì số 16 của chúng ta chơi như một tiền vệ trung tâm ở đẳng cấp thế giới vậy. Anh Đức Anh có thấy những tình huống mà Dương Thế Vân băng lên để băng cắt và ngăn chặn những tiền vệ của đội tuyển Thái Lan và kể cả tiền đạo của Thái Lan và bọc lót tốt trong trận đấu này, có những pha bóng phản công là Dương Thế Vân là người châm ngòi. Dương Thế Vân đã chơi một trận đấu cực kỳ ấn tượng. Sự nhiệt huyết, năng nổ và máu lửa của Dương Thế Vân đã mang tới sức mạnh cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Cô không chỉ là người ngăn chặn những tình huống tấn công của Thái Lan từ xa, mà còn là người phát động tấn công, kết nối tuyến phòng thủ với hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam và là người trực tiếp kiến tạo cho Huỳnh Như ghi bàn thắng mở tỷ số. 90 phút thi đấu chính thức của trận chung kết đã trôi qua. Bây giờ chúng ta sẽ tới với thời gian bù giờ. Trọng tài đã có những chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ đôi bên. Có lẽ là vì những phản ứng trong tình huống vừa rồi. 3 phút là có thời gian bù giờ của trận chung kết. Marquis rất khỏe. Hay hết. Bây giờ chúng ta cần phá trái bóng lên phía trên càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Thời gian không còn nhiều. Đừng để Marquis có cơ hội sút xa. Tuyết Dung. Tuyết Dung là một cầu thủ có khả năng giữ bóng tốt. Nhưng lúc này thì thể lực của Tuyết Dung cũng đã xuống một chút rồi. Rất hồi hộp anh Đức Anh ạ, chúng ta cần phải chơi tập trung hơn nữa. Thời gian còn rất ít. Những sự thay đổi người. Người vào sân đó là Hải Linh. Cùng với đó là Vạn Sự. Những cầu thủ trẻ đã tung vào sân thay thế cho những người đàn chị với tinh thần chiến đấu tuyệt vời của mình. Thùy Trang, cô gái năm nay chuẩn bị bước sang tuổi 34 nhưng vẫn chơi 90 phút đầy quyết tâm và nỗ lực. Gừng càng già càng cay anh ạ. Thùy Trang thật là sức sự là bền bỉ và là một tiền vệ quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Tiếp tục là cơ hội dành cho đội tuyển Thái Lan. 2 phút bù giờ trôi qua. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phút bù giờ thứ 3. Đây là phút bù giờ cuối cùng của trận đấu rồi. Cầu thủ mang áo số 11 Ngân Thị Vạn Sự. Huỳnh Như. Rất hợp lý. Số 16 Dương Thị Vân vượt rời sân. Cầu thủ mang áo số 10 Trần Thị Hải Linh vào sân. Chúng ta cần giảm nhịp độ xuống. Thời gian của trận đấu chỉ còn tính bằng giây mà thôi. Chiến thắng chức vô địch tấm huy chương vàng đang ở rất gần với đội tuyển nữ Việt Nam.
Bình tĩnh hơn một chút nào. Những giây phút rất hồi hộp. Dẫn tay Hải Yến. Nỗ lực của Hải Yến. Cần phải phá bóng. Cơ hội dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là Văn Sư. Ngân Thị Văn Sư. Ý đồ của cô là đưa bóng tới sát một phần góc. Rất hợp lý. 3 phút bù giờ trôi qua rồi. Chiến thắng đang ở rất gần với đội tuyển nữ Việt Nam. Đã hết 3 phút bù giờ rồi. Giữ bóng lại Tuyết Dung ơi. Có lẽ trọng tài sẽ chờ đợi hết tình huống bóng này mà thôi. Chiến thắng đang ở rất gần chúng ta. Vạn Sự. Vạn Sự với vào sân và còn rất khỏe. Đây là Hải Yến. Vẫn chưa có tiếng còi mãn cuộc. 3 phút 30 giây bù giờ rồi. Hải Yến. Vẫn chưa có tiếng còi kết thúc trận đấu. Khá khó hiểu. Những giây phút có thể nói là vô cùng hồi hộp. Chiếc vô địch đã ở rất gần chúng ta rồi. Kỳ SEA Games liên tiếp chúng ta đã vô địch, quá tuyệt vời, không có gì mà có thể diễn tả được trong một giây như thế này. Quá xúc động, quá tuyệt vời Đức Anh ạ. Xin cảm ơn huấn luyện viên Mai Đức Chung. Xin cảm ơn ban huấn luyện của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Họ đã mang tới quá nhiều những chiến tích tuyệt vời trong thời gian qua cho người hâm mộ. Đội tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ làm cho người hâm mộ phải thất vọng. Và ngày hôm nay cũng vậy, tấm huy chương vàng thứ 3 liên tiếp tại SEA Games, lần thứ 7 chúng ta vô địch tại sân chơi khu vực. Và chúng ta khẳng định với người Thái rằng bóng đá nữ Việt Nam mới là nữ hoàng của khu vực Đông Nam Á. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi trước khi tới với phần trao huy chương dành cho các cầu thủ và ban huấn luyện của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Xin chúc mừng huấn luyện viên Mai Trung, xin chúc mừng Huỳnh Như và các đồng đội.